Facebook của mình là Tí Cận Vệ nè. Các bạn hãy theo dõi để cập nhật những trạng thái mới nhất của mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tí Cận Vệ và đây là Anh Út Nhỏ TV. Và các bạn ơi, thì như các bạn thấy đó, mấy hôm nay thì thời tiết rất là nóng nực. Như hiện tại mình đang đứng ở trong mát, ánh sáng mặt trời đang chiếu vào mặt mình, nó cực kỳ nóng luôn các bạn. Trời nó khô hạn như là cái quả diệm sơn vậy đó. Thì anh Út biết không? Sao em? Thì trời cỡ này nóng nực á. Anh có cảm nhận được điều đó không? Đúng rồi, anh thấy rất là nóng nực và ôi bức trong người luôn á em. Đó, anh có thấy khó chịu không? Đúng rồi đó. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mà mang đến một cái sự mát mẻ cho mọi người và các bạn cùng xem. À, em biết mát mẻ như thế nào không Ngoan? Mát mẻ chắc bị tắm á. Không phải đâu Ngoan ơi, mát mẻ ý anh nói là từ trong người mát ra em hiểu không? Là... chắc đi ăn mì cay á. What the hell? Ăn mì cay sao mát được ta? Ăn mì cay nghĩ chắc cũng mát lắm, nó ra mồ hôi nhiều quá. Trời nóng nực, trời nóng nực nè, ăn mì cay xong nó đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi xong em cũng đi tắm, em mới mát được hiểu không? Vậy anh nói đúng không? Chắc anh nói đúng rồi. Thì bây giờ mấy anh em mình quyết định sẽ làm một cái thao vừa tắt khổng lồ trái cây để cho mọi người và các bạn cùng xem và sẵn đây thưởng thức để giải mát mùa hè luôn. Giờ anh em chúng ta bắt đầu thôi. Đi thôi em. Rồi. Đi thôi. Thì mình đã chuẩn bị một cái thao khổng lồ. Đó, một cái thao đã rửa sạch rồi. Và ở đây thì có rất là nhiều loại trái cây luôn. Đặc biệt là làm dừa, tắt trái cây thì phải có dừa rồi. Ở đây nguyên một quầy dừa. Đây là thanh long nè. Rồi mít nè, ủa xài nè, rồi quýt nè, chôm chôm nè, nhãn. Rồi đây, tắt. Và đây là cái dừa nha các bạn. Thì đầu tiên anh em mình sẽ tiến hành là chặt dừa. Đó, giờ mình sẽ chặt dừa nha. Đây, đây. Mình chặt được một trái dừa rồi. Thì đổ nước vô. Rồi, anh Út thì sẽ cho đường vào nha các bạn. Cho hết luôn đi đó. Nhiều không cần vậy. Nhiều đi cho nó ngọt ngon. Không biết nguyên quầy dừa này thì có đủ nước dừa cho cái thao dừa tắt khổng lồ trái cây của anh em mình không đó. Wow. Hiện tại thì mình đang quậy cho nó đều, cho nó tan đường nha các bạn. Đó, cái nước dừa này cực kỳ ngọt luôn. Các bạn nhìn nè, cái dừa nó rất là dày. Cái nó dày gì cứng cại gì nè, thế nào nước nó cũng sẽ ngọt gắt. Giờ tiếp theo thì anh em mình sẽ cắt tắt và nặng vô. Ở đây là cái dừa này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt lát cái dừa này ra. Đây, có cái này mới đúng chặt là dừa tắt nha. Bây giờ mình sẽ cho đá vào nha các bạn. Đó, rồi quậy lên. Cái này chưa gì mà mình thấy đã mát lắm rồi đó nha các bạn. Chưa kể là còn chôm chôm nè, thanh long rồi xoài rồi nhãn nữa. Rồi, giờ anh em mình sẽ tiếp tục chế biến. Đó là mình sẽ gọt thanh long ra. Mình sẽ cắt hộp lựu nha. Đây, rồi mình sẽ cho vào. Đây, thanh long anh em mình đã cắt hộp lựu nè các bạn. Cho vào, cho vào. Anh em mình đã cho hết thanh long vào đây rồi. Các bạn thấy màu sắc đẹp không? Rồi, tiếp tục. Thì mình sẽ cho chôm chôm vào. Còn anh Út với Ngoan thì sẽ lột quýt bỏ vào. Đây, 70% trái cây thì mình đã cho vào cái thao vừa tắt trái cây khổng lồ này rồi. Còn ở đây là hai loại trái cây nữa thôi, đó là xoài, nhãn. Mình sẽ trở tay cắt xoài, cho xoài vô cái thao vừa tắt trái cây của anh em mình luôn. Và công đoạn cuối cùng đó là những trái nhãn. Đây, mình sẽ cho vào. Vậy là thao vừa tắt trái cây khổng lồ của anh em mình đã thành công rồi các bạn ơi. Đây các bạn xem nè, nhiều ghê chưa. Và công đoạn cuối cùng mình sẽ cho em nước đá này vô nữa cho nó mát lạnh bạc hà nha các bạn. Ui. Ui. Đây các bạn ơi, cuối cùng anh em mình cũng đã làm xong cái thao vừa tắt trái cây khổng lồ rồi. Quá trời nhiều trái cây luôn nè các bạn ơi. Đây các bạn có thấy mát mẻ trong người không? Đây. Ngoan thấy sao Ngoan? Quá mát luôn trời ơi. Rồi thì mình sẽ múc ra nha các bạn. Đây. Ủa trái cây nhiều nè, bắt cho nước vào. Đây. Nhìn mát không anh? Đúng rồi. Đây, cho anh Út một trái tắc luôn. À, cảm ơn anh vậy nha. Anh Út nè. Giờ thì mình mời mọi người và các bạn cùng uống thử ly dừa tắc trái cây của anh em mình nha. Mời các bạn. Mời anh em nha. Thấy sao cần vậy? Quá đã, quá mát luôn anh ơi. Để anh thử nha. Anh uống thử đi. Rất là ngọt, rất là mát luôn á. Dạ. Đây,
quá ngon luôn các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ ăn thử. Đầu tiên là miếng thanh long. Đã. Em thấy cái nước này cực kỳ vừa uống luôn á. Anh thấy rất là mát luôn á. Hè mà trời nóng nực mà uống được cái này thì rất là tuyệt vời luôn ha em. Đúng rồi. Mà nó bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng nữa. Cái cây thì nó có rất là nhiều vitamin luôn. Đặc biệt là cái nước dừa này nè, nó ngọt thanh mà có nước đá vô nó cực kỳ mát nè ha. Rồi thêm tắc thì cái mùi nó hương nhẹ nhẹ thơm thơm nữa, đã gì đâu á. Thôi quá. Quân hỡi cháu quýt rồi Hoàng. Gì quá. Sao ăn? Ngọt quá trời ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ăn thử miếng xào. Đúng chắc là đa dạng các loại trái cây luôn đúng không anh? Đây, mình châm thêm miếng nước các bạn ơi. Nước quá ngon luôn. Quá đã. Anh Út thấy sao về cái món này anh Út? Anh thấy nó rất là mát luôn và phù hợp vào cái thời điểm này luôn á em. Đã quá các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy mà nóng nực á, ôi bức á thì khó chịu mà muốn giải khát thì hãy làm một cái thao mà vừa tắt trái cây khổng lồ như anh em mình nè. Uống nó cực kỳ đã luôn, cực kỳ phê. Rất là đã khác luôn mà bổ nữa. Hay là bây giờ anh em mình thi thố với nhau đi cận vệ. Dạ anh muốn thi sao? Thi trong vòng 10 phút mà ai mà uống được nhiều nhất á thì người đó thắng, vô không? À như vậy thì anh thấy là mình không có thưởng thức được cái vị ngon của cái thao vừa tắt này đâu em. À vậy thì em có một cách khác, đó là bây giờ mình ăn xong một cái ly này đi, rồi sau đó mình sẽ mỗi người có một ly nữa. Ai mà ăn xong trước nhất người đó thắng. À anh thấy hợp lý á, còn dạ. Ngoài thấy sao? Thấy chắc hợp lý á. Ok, ok, anh em quyết định đi. Định gì đi. Ủa cũng ngoan thật luôn rồi kìa. Ngoan ăn ghê rồi. Thấy gì ta? Quá ngon. Quá đã các bạn ơi. Chôm ăn coi. Chôm đâu? Thế nãy giờ anh không thấy chôm chôm ta. Nhưng cũng không thấy chôm chôm. Chôm chôm nó bị kiệm dưới rồi. Đây, chôm chôm nè các bạn. Các bạn thấy gì không? Đây mình cho các bạn xem. Đó, ở dưới cục nước đá đó các bạn thấy không? Có những trái chôm chôm mà có xoài nữa. Nó đang chìm ở dưới nè. Đó, các bạn thấy không? Đây, 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 đây. Đó. Giờ mình sẽ múc chôm chôm lên nha. Cho Ngoan và cho anh Út và cho cả mình luôn. Đây. Ui, ui. Đây, chôm chôm và nhãn nè. Vô. Đó, cho Ngoan á. Đây, chôm chôm nè, anh Út. Rồi, anh cảm ơn em luôn. Dạ. Mời các bạn nha. Đây, cho mình. Ôi, cái ly mình nãy giờ lúc nào cũng đầy luôn các bạn. Đã. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Rồi, cái ly của mình thì giờ cũng đã còn miếng các bạn. Ăn tắt luôn vậy. Miếng tắt này đã vô thì nó thơm. Nhưng mà mình không có ăn đồ chua được nha các bạn. Mình đã sạch rồi. Ba người đã sạch. Rồi, giờ anh em mình bắt đầu cuộc thi nha. Rồi, ok, để anh múc trước cho. Đây, anh múc đi. Rồi, tới lượt em nè. Dạ, tới mình múc nha. Mình thì thích ăn cái lắm cho nên là mình sẽ giết cái. Vừa thưởng thức vừa thi. Xong, của mình đã xong. Của em. Dì múc nước không vậy ông? Ngoan cơ bọn thích ăn thanh long nha. Thanh long mát cho cơ thể. Thanh long như xài. Rồi, thêm cái đó chắc chắn là Ngoan thua cuộc liền. À quên nữa, cái vỏ tắc này chắc anh em mình không có ăn được nha các bạn, tại nó đắng lắm á. Đúng rồi, anh em mình chỉ ăn những trừ vỏ tắc ra, tất cả những thứ còn lại đều ăn hết. Ủa vậy là cái hộp nhãn cũng ăn luôn hả em? Không, cái hộp thì nhả ra anh. Chỉ ăn lấy thịt thôi. Anh tự thân mình ăn luôn chứ. Rồi vậy chúng ta hai người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi cuộc thi của chúng ta, người nào ăn hết ly dừa tắc trái cây này trước người đó sẽ thắng cuộc. 3, 2, 1 bắt đầu. Hết nước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái hộp mình nhả ra nha các bạn. Ăn mấy trái này mình nhả hộp biết chừng nào mới thắng được các bạn. Mình còn 3 trái nhãn. Làm gì ghê vậy? Giả gì em thắng được anh. Mình nói từ từ mình mới thắng được. Coi chừng, chừng mắt nghe em đó nghe. Hồi nãy tới rồi múc cái quýt chi cho nó trà quá bự à. Nhưng mà tại Ngoan thích các bạn ơi. Sao ơi? Ông mua em phút là thôi á. Sao em? Quýt này ngọt lắm đúng không? Cây bầu. Nói chứ à. Mình phát hiện ra các bạn, ở trong cái thao này á,
ngoại tắc nó chua chua ra thì còn trái quýt nữa, không biết làm sao mà có trái chua trái ngọt nha mấy bạn. Đúng rồi, sao nãy giờ mấy anh em mình toàn là ăn ngay chăn trái quýt chua mà nãy ngoan chơi trái quýt ơi. Lo cái chuyện không ăn đó này. Trời ơi, thôi anh em mình thua rồi. Anh em mình thua rồi, không sao các bạn ơi, chủ yếu là vui thôi. Ngoan cũng hay, dứt luôn nguyên trái quýt chua. Thấy nó ngọt không? Nó gật đầu các bạn. Sao Ngoan, em thấy trái quýt nãy sao Ngoan? Ngọt không Ngoan? Rất là ngọt anh ơi, nhưng mà ngọt hơn trái danh nữa. Vì là ngon lắm phải không em? Hay làm thử một trái nữa đi. Làm thêm trái nữa đi. Anh thấy còn nhiều quýt quá trời luôn nè. Quá trời quýt luôn à. Nó thiệt là cái màu hiểu đẹp thiệt nha các bạn. Mà không hiểu tại sao mình mua chúng ngay cái đợt quýt mà nó quýt cực kỳ chua luôn. Mình cứ nghĩ quýt đường ai ngờ nó chua lè luôn à. Với mấy trái tắc này thì nó thơm thiệt, nhưng mà còn quýt thì nó cũng thơm nhưng mà nó chua lắm. Ngoài hai trái này ra thì anh em mình ăn những cái trái khác đều cực kỳ ngon nha, cực kỳ đã. Ở đây có cái dừa nữa nè. Rất là giòn và ngọt luôn. Ok, thì giọng thi này của em làm hồ là người thắng cuộc nha các bạn. Mặc dù đối diện với trái quýt cực kỳ chua. Thôi, nếu như em đã thắng thì anh sẽ thưởng cho em nguyên cái hao này luôn, để về nhà uống nha Ngoan. Uống rất là le luôn. Lấy nó bơm bơm. Hôm nay em sẽ làm chú tể quần cầu. Đúng rồi, em uống hết là trừ cơm luôn Ngoan. Ok, thì mấy anh em mình cũng đã làm thành công thao dừa tắt trái cây khổng lồ rồi các bạn ơi. Nói chung là khá là đã, khá là thơm ngon luôn. Cải khát được cái mùa hè nóng bức này luôn các bạn, cực kỳ mát. Và nếu các bạn thích video này hãy để lại cho anh em mình một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ anh em mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty.